Xin kính chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn nhé. Hôm nay thì Kiên có dịp là đi nghe bạn Kiên giới thiệu cái quán phở phở gia truyền này. Gia truyền nằm ở số là 499 An Dương Vương, phường 8, quận 5. Là ăn rất là ngon. Và hôm nay tiện thể đến thưởng thức và chia sẻ lại với tất cả quý vị, anh chị và các bạn luôn. Đây thì chúng ta sẽ vào bên trong quán phở, chúng ta sẽ xem anh cách làm phở cũng như là cái thương hiệu ở đây nhé. Đây quý vị ơi, đây là phở gia truyền này, thái, bắp, áp, chảo, xào, miến, cháo có hết nhá, rất là nhiều menu, rất là nhiều món. Đây là cái có gồm có gà này, phở gà phở bò này. Đây quý vị, đây là lòng gà nhá, lòng gà rồi trứng gà, đây có gân bò này, rồi bò viên này. Đây xem anh làm phở nhé quý vị ơi, đây xem anh làm phở nhá. Cái quán này thì được nghe chủ quán chia sẻ là đã có lịch sử là 15 năm rồi, thì nó là một cái có nguồn gốc từ là miền Bắc nha. Nhưng mà nó đã vào đây rất là đã mở cửa đây là 15 năm rồi, được rất nhiều khách hàng ăn và chia sẻ lại là con này ăn rất là ngon, nên là hôm nay Kiên đến đây nhân tiện là thưởng thức và chia sẻ lại với tất cả quý vị luôn. Đây là cái đường An Dương Vương này quý vị, đây chia sẻ với quý vị con đường này nhá. Đường này là đường An Dương Vương này quý vị ơi. Đây, đường này rất là lớn. Bên đây thì có một cái quán lẩu cá kèo này nằm ở đây. Quý vị đến đây tìm thì nó là nằm đối diện với cái trung tâm Anh ngữ nha. Đây, quay chị luôn. Đây. Đây, chị này rất là dễ thương. Rồi, cảm ơn chị. Đây, quý vị ơi, đây là con đường An Dương Vương này. Đây đó là đường lớn nhá. Đây là đường lớn này. Đây là quý vị đến đây rất là dễ tìm. Quán phở này rất là dễ tìm thôi. Đấy, bên trong thì rất là đông khách đang phở trong này. Rồi chúng ta sẽ vào bên trong sâu hơn nhá. Chúng ta sẽ vào sâu hơn. Rồi. Đây chúng ta xem anh làm phở nhá. Rồi, anh đang làm phở đây đúng không anh? Đây chúng ta sẽ xem anh làm phở, một số phở rất là hấp dẫn. Phở này phở tái nha. Đâu cái này bắp gì rồi tái? Cái này là phở bắp anh. Bắp đúng không? Bắp bò đúng không? Em nhìn cũng giống phở tái nhưng mà không phải, đây là phở bắp bò nha quý vị. Đây là tôi đặc biệt không anh? Không bình thường. Bình thường à? À. Anh tên gì anh? Tên là Tình. Anh Tình đúng không? Anh Tình ở ngoài Bắc đúng không? Bắc. Anh Hà Nội phải không? Nam Định. À, Nam Định à? Đây cái phở này nguồn gốc Nam Định đúng không? Nguồn Nam Định. Phở Nam Định này đúng là phở Nam Định này quý vị. Một trong những thương hiệu phở rất là nổi tiếng. Phở nói đến phở Nam Định là ăn là biết là cái hương vị của nó rất là ngon và nó mang chất Bắc luôn. Anh Tình làm đây lâu chưa? 8 năm rồi. 8 năm rồi à? Rất là lâu rồi đúng không? Chắc vào Sài Gòn chắc cũng 10 năm rồi đúng không? 9 năm. 9 năm à? Đây là anh quản lý à? Có phải là cậu ấm chủ quán không? Không phải à? Cháu à? Cháu của chủ quán. À. Có ba anh chàng đẹp trai này làm phở. Ông tuyển cô em chân dài vào đây nhá, bê phở. Đang tuyển mà chưa thấy. Đang tuyển mà chưa thấy à? Tiền hơn vào đây bê phở thì rất là đông khách. Quán này mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ anh? 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm. À, có nghĩa là cả ngày luôn, nguyên ngày luôn. Đấy, quý vị thấy là quán mở cửa gọi là 24 giờ luôn. Đâu 24 giờ đâu. 5 giờ sáng 12 giờ đêm. Ok, chiều quý vị thôi. Thế là 6 chai quá rồi.
Bạn này là con gái con gái của chủ quán à? Đây. Đây đây cái view bên trong những gì. Đây là chị chủ quán không gì? Em làm một cái đây cái đây là cái view bên trong của quán này rất là sạch sẽ nhá. Thì bên cái foodie thì người ta cũng có đặt cái quán này. Thì ai mà ăn phở thì sẽ foodie sẽ đến đây lấy phở để đi ra cho cái khách nhá. Foodie cũng có đến đây quảng bá cái thương hiệu này nhá. Đây, hôm nay thì có tương ớt này, tương cà này quý vị, tương ớt nhá, đây là nước mắm, đặc biệt đây là sa tế này quý vị, sa tế này, đây sa tế, đây là ớt này, đây quý vị, có ba thực khách đang thưởng thức phở ở đây. Phở thì không thể thiếu chanh được nhé. Chanh nhé. Quán có một con cá rất là đẹp quý vị. Đây này ăn còn được ngắm cá nữa. Cá này là cá long, kim long đúng không? Kim long. Cá này rất là bự. Đây quý vị ơi, đây quý vị còn có những cái nước uống thì dùng có sữa dê này, mủ chôm, nước sâm nhá. Ăn phở xong thì sẽ uống nước luôn. Đây quý vị ơi, đây là cái gia vị để thưởng thức phở nhá. Có rau thơm này, ớt này, có đây là món quẩy này. Đây đặc biệt là có anh chủ quán anh làm cho một tô phở đấy quý vị. Anh làm cho một tô phở rất là hấp dẫn. Đây, tô phở rất là hấp dẫn cho quý vị. Đây là tái, gà xong rồi có tái nữa, thêm tái nữa. Đấy quý vị thấy không, rất là hấp dẫn nhá. Đây là phở gia truyền. Đấy, thấy cái tên của cái quán nằm trên tô phở luôn nhá. Có cả địa chỉ luôn, 499 An Dương Vương, quận 5. Đấy, nhìn tô phở là biết địa chỉ luôn nhá. Đây là rau này. Rau thì còn có rau quế này, rau thơm này. Đấy, rất là nhiều loại rau. Ăn phở không thể thiếu rau này, rau này ăn đắng đắng nhưng mà rất là ngon. Rồi chúng ta sẽ ngồi xuống thưởng thức phở nha quý vị. Mời tất cả quý vị nhé. Đây quý vị. Này cho nhiều bánh quá, không biết ăn có hết không? Wow, hấp dẫn quá. Quý vị có dịp thì hãy đến số 499 An Dương Vương thưởng thức món phở gia truyền Nam Định nha quý vị. Sài Gòn mà thưởng thức phở Bắc thì rất là tuyệt vời. Đây, ăn phở thì không thể kêu được, có thêm món quẩy nữa. Đây, chỉ nằm trên cái chỉ nhá. Rồi.
đấy rồi. Thân luôn à? Anh em sẽ đọc thẳng. Chính người luôn. Rất là hấp dẫn quý vị ơi, rất là hấp dẫn. Được chút có xíu nó dùng. Hấp dẫn lắm. Vừa chua còn ngọt. Rất là thơm. Cái hương vị phở ở đây ăn rất là ngon. Rồi xin kính chào tất cả quý vị. Và bạn quý vị trong những video tiếp theo nha. Xin trân trọng kính chào.